Thân mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn cũng như là các thành viên của lớp học 11 Trường Sang. Một câu chào mà rất là thân quen ha. Thì hôm nay là ngày chủ nhật rồi, nhưng mà sáng giờ là cô chú anh chị thấy là em ở nhà, mặc dù tuy ở nhà nhưng mà em cũng không có được rảnh. Rồi sáng giờ là ngồi ngồi làm, ngồi chỉnh những cái bộ assembler vừa xong vừa tắt máy luôn. Nhưng mà thì tranh thủ nhanh nhanh có những cái xì tay để mà giao lại cho những thành viên lớp 11 cũng như là hướng dẫn bài cho nó hay. Rồi thì vừa tắt máy xong là bắt đầu đang chuẩn bị đang mà đi đi giao bài đang cho lớp học 11 của mình đó nè. Sang đang cầm cái máy quay, nó hơi lúc lắc thôi cô chú anh chị thông cảm nha. Bây giờ cái đặt sớm giờ là làm xong bộ assembler, bắt đầu cái chuẩn bị đi đi giao cái tài liệu cho lớp học mùng 1 của mình. Lại các cô chú anh chị thấy là mặc dù là mệt, hiện tới rất là mệt luôn, ngày chủ nhật là sáng giờ làm nhưng mà cũng không có dám nghỉ nữa, tại vì nếu như nghỉ ngơi á thì bắt đầu cái cô chú anh chị ở xa lại không có thời gian, không có thể không 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 có nhận kịp bài, chứ không có nhận kịp bài của Sang. Nên là Sang cố gắng tranh thủ luôn, Sang cố gắng tranh thủ là chép dữ liệu để mà giao cho cô chú, tại vì cô chú anh chị ở xa đôi khi không có biết xài Gmail, nên nên là em phải phải giao cái dữ liệu ra cho cô chú anh chị qua qua cái chuyển phát nhanh đó. Đó là em sẽ chép USB như thế này. Còn những cái tài liệu mà em hướng dẫn đó, em sẽ để trong cái tờ giấy này nè. Cái tài liệu hôm bữa nè. Nó em bắt đầu em sẽ chuẩn bị đi giao bài cho các cô chú anh chị ở xa, tại vì những cô chú anh chị cũng lớn tuổi rồi, thì có những cô chú anh chị không biết sử dụng Gmail thì em phải hỗ trợ cô chú anh chị bằng cách là giao giao cái bài qua qua đường chuyển phát nhanh. Hiện giờ là mặc dù làm assembler hơi mệt đó, sớm giờ làm cũng mệt lắm, nhưng mà để tranh thủ thời gian là em quay cái video này để mà chia sẻ giao lưu với cô chú anh chị chút xíu, rồi em quay qua là em xách xe đi đi ra ngoài chuyển phát nhanh để mà em kịp giao tiến độ cho cô chú anh chị ở xa liền nè. Đây nè, bộ dữ liệu của em là em đã chuẩn bị, em để ở trên này hết rồi. Thôi bây giờ chắc chắc em dừng video ha, em dừng video để mà em ra em lái xe đi đi giao đi 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 giao ra ngoài chuyển phát nhanh chút xíu, rồi có gì hồi ra tới chuyển phát nhanh thì em sẽ tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị tiếp ha. Rồi em tạm thời em dừng video ở đây nha. Chào tất cả mọi người, thì hiện tại là Sang đang ở cái chỗ chuyển phát nhanh của Viettel ha, chuẩn bị giao hàng đến cho những anh chị ở xa. Ở đây là những cái vật dụng mà Sang giao đến cho tất cả những thành viên lớp học online, bao gồm một cái USB và một cái tài liệu học ha. Thì các thành viên sau khi mà nhận nhận được cái bộ tài liệu này của Sang á, thì các thành viên giúp em phản hồi giùm em là đã nhận được cái bộ dữ liệu mà em gửi rồi ha. Ở đây là em sẽ đóng gói vô trong cái gói của Viettel ha, anh chị có gì phản hồi giúp em. Hiện tại em đang làm cái thủ tục để mà chuyển cái bộ dữ liệu này cho anh chị ở xa. Các anh chị chờ em chút xíu ha. Cầm giùm để anh làm thủ tục. Hiện tại là mình đang có một cái đây, hồi nãy là Sang có nói đó với các thành viên của lớp online đó là ha, đây là tài liệu ha, đây là bộ dữ liệu mà Sang đính kèm vô trong cái phong bì của mình tiếp theo. Đâu mà chị ơi, cho em gửi cái anh nào cái gì USB để trong đó nè. Thôi, hỏi USB không? Cho tự nhiên trên đó bị tự đánh rồi nè. In 482. Mình gửi cuối xe cho chú ta. Anh dạ, có thông gì không? Dạ, em không. Em trả. Trên thu 11 nè. Dạ. Cái này ngày mai mới cho đi nha. Dạ. Dạ phí rồi. Dạ đó.
Vậy là em đã giao hàng rồi, cho bộ dữ liệu cho các anh chị ở xa rồi ha. Các anh chị sau khi nhận được dữ liệu rồi phản hồi lại giúp em ha. Rồi chào cả lớp nha.